Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietsur Breakfast mang đến sản phẩm yến sào cao cấp cho thị trường Úc. Yến hũ chân đường, yến hũ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 22000-2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn. Sản phẩm Vietsur Breakfast sẵn sàng chinh phục thị trường Úc. Chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vietsur Breakfast đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Kim Hoàng rất ngạc được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự nước Úc của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chỉ mới là ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn mà thôi. Và vì vậy, trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời chúc Tết đến tất cả quý khán giả của Việt TV trên toàn quốc Úc Châu. Kính chúc quý vị một năm Giáp Thìn thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Và kính thưa quý vị, cùng tham gia chương trình với Kim Hoàng ngày hôm nay không ai khác hơn đó là kế toán gia Bùi Huy Nguyễn. Kính chào anh Huy. Và chào Kim Hoàng, và trước hết là chúc mừng năm mới Kim Hoàng và toàn ban của Việt TV Australia cũng như là quý vị khán giả ở đây. Hy vọng là năm Giáp Thìn, Tết Nguyên Đán năm nay, quý vị sẽ được an bình, nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thắng lợi nếu quý vị có đầu tư. Và rất tiếc là trong cái chương trình đầu năm Giáp Thìn này thì chúng ta lại không có nhiều những cái tin tích cực. Yeah. Tích cực duy nhất là vấn đề Ngân hàng Trữ Khiêm RBA đã quyết định không gia tăng lãi suất trong phiên họp đầu tiên của năm 2024. Và tất nhiên cái quyết định này nó không phải là điều mà chúng ta ngạc nhiên, nhưng mà điều mà mọi người ngạc nhiên là thống đốc của Ngân hàng Trữ Khiêm, tiến sĩ Michelle Bullock cũng đã để ngỏ một cái khả năng RBA có thể sẽ lại gia tăng lãi suất, là bởi vì lạm phát vẫn hãy còn ở mức cao hơn so với mức mong đợi của RBA là 4.1% trong quý 4 của năm 2023. Và vì vậy, chưa có gì gọi là chắc chắn là lãi suất sẽ được giữ nguyên hay giảm hạ. Tuy nhiên, theo lập luận của các chuyên gia, đặc biệt là những cái chuyên gia tài chính, thì họ đang xoáy vào cái quyết định gia tăng lãi suất cuối cùng, có nghĩa là vào tháng 11. Nhiều người đặt câu hỏi là không biết là đó có phải là sai lầm của RBA hay không khi họ đã gia tăng lãi suất. Và bởi vì tháng 11 là thời điểm gia tăng lãi suất thì đó cũng là thời điểm mà lạm phát đã giảm hạ. Thì anh Huy nhận xét như thế nào về những cái quyết định vừa rồi của RBA? Có lẽ là tân thống đốc Reserve Bank Michelle Bullock rất dè dặt và rất thận trọng trong những cái lời phát biểu, và học được cái bài học của người tiền nhiệm của bà là ông tiến sĩ Philip Lowe, đã không cảnh báo đủ. Thì ai trong thị trường, trong những giới tài chánh cũng cho rằng là 4.35 là đỉnh điểm của lãi suất ngân hàng hiện tại, và trong tương lai sẽ đi xuống. Nhưng bà ta sẽ không có để một cái cửa hở nào, lỡ mà tỷ số lạm phát lại nhảy lên trong vài tháng tới thì bà có chúng tôi hay nói đùa với nhau, bà có cửa để mà hạ lãi suất. Cho nên lời phát biểu rất thận trọng và dè dặt như đã tiên đoán. Trở lại câu hỏi của Kim Hoàng là có tăng lãi suất 11 hay không, có lẽ là đã làm thì làm trọn cho hết cái năm 23. Đó là cái nhiều người họ nhận định là đã làm như vậy để cho lạm phát không có đường cựa quậy, thì chỉ con đường đi xuống mà thôi. Thì cái đó là nhiều những cách phân tích mà có vẻ dân gian, mà tôi nghĩ cái đó là cái điều đúng, là họ đã làm hết mức vào năm 23 để rồi năm 2024, và nếu mà chỉ số lạm phát đang trên đà đi xuống như chúng ta đã thấy thì cái đó là một cái niềm tin. Nhưng mà cho đến bây giờ thì bà ta vẫn rất là dè dặt và thận trọng trong những lời phát biểu. Vâng, và chúng ta cũng hy vọng là cái sự dè dặt này sẽ không đem lại bất lợi gì cho những người đang có nợ thế chấp, là lãi suất sẽ không gia tăng mà đúng như dự phóng của các chuyên gia sẽ bắt đầu giảm hạ, sớm nhất là vào tháng 6 mà trễ nhất là vào tháng 8 năm nay 2024, và liên tục giảm tiếp trong năm 2025. Đó là tin tốt về vấn đề lãi suất, kính thưa quý vị. Nhưng mà tin xấu là về vấn đề thị trường nhà cửa, là bởi vì vẫn có thêm hàng loạt những cái công ty xây dựng tuyên bố phá sản, và thậm chí một trong những cái vị tỷ phú giàu nhất nước Úc chuyên về lĩnh vực bất động sản cũng đã thông báo là tạm ngưng xây dựng các dự án chung cư cao tầng tại Sydney. Lý do vì sao thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Trước hết là cái sự tuyên bố phá sản của một trong những công ty xây dựng mà không ai nghĩ rằng công ty này đã theo gót chân
của những công ty xây dựng khác là công ty Saint Hilaire. Yeah. Hilaire là một công ty có rất nhiều những cái hợp đồng béo bở. Ngay trước khi tuyên bố phá sản thôi, họ cũng đã nắm trong tay đến 21 dự án rải đều trên khắp nước Úc. Và những dự án này trị giá hàng trăm triệu đô la, thậm chí có cả những cái dự án với Bộ Quốc phòng Úc, những cái dự án với chính phủ các tiểu bang để xây dựng viện dưỡng lão, để xây dựng những khu phức hợp vân vân. Nhưng mà với một cái số nợ lên đến 12 triệu đô la thì công ty này đã không thể nào vượt qua, và đây là một điều rất đáng tiếc. Nhưng đây là hồi chuông rất đáng báo động. Vâng, mà cái hồi chuông đó thật sự nó đã cảnh báo chúng ta từ 2-3 năm trước rồi. Quý vị còn nhớ là những ngày đầu tiên những công ty xây nhà để ở đó cho những người mà có căn nhà đầu tiên hay đầu tư đó ở tại Victoria cũng như Queensland đã lần lượt suốt bao nhiêu năm, là 2-3 năm qua đã lần lượt phá sản. Thậm chí có những công ty quá nhỏ hay là công ty trung cũng phá sản, mà người ta nói là một ngày có thể 80 công ty phá sản. Thì có lẽ cái hệ lụy là như thế nào? Đa số những cái con nợ là thứ nhất là cho những người subcontractor làm cho những công ty đó phải mất công ăn việc làm. Và thậm tệ hơn nữa là đa số những con cái số nợ đó nó thuộc về nợ thuế. Thưa quý vị, chính phủ sẽ bị thất thu rất là nhiều vì những công ty phá sản. Tại vì phá sản có nghĩa là con nợ sẽ không có được trả và những cái người cổ đông cũng coi như là mất hết vốn. Thì chính phủ sẽ bị thất thu và cái công trình sẽ bị khựng lại. Như vậy thì tại sao chính phủ không cho người ta một con đường để người ta sống, mà chính phủ phải siết nợ người ta? Bởi vì tất cả những cái vấn đề về nợ thuế đã buộc mấy công ty này rơi vào phá sản. Họ có hoạt động thì họ cũng không trả tiền thuế, mà họ phá sản tất nhiên họ cũng không có khả năng trả tiền thuế. Chính phủ đằng nào cũng mất. Dạ vâng, cái đó là cái điều lớn cấn, là tại vì nếu mà họ không, cái luật ở tại Úc, thưa quý vị, là nếu một người giám đốc của một công ty mà biết rằng công ty của mình gọi là insolvent, có nghĩa là không có khả năng để hoạt động nữa, hoạt động có nghĩa là tiền vào mà phải có khả năng để trả cho những con nợ mà không có khả năng nữa, thì phải là treo cờ trắng, có nghĩa là đầu hàng có nghĩa là xin khai phá sản, thì coi như là cái công ty đó hay là cái người director đó, người giám đốc đó sẽ không có bị truy tố. Vì vậy đó là cái luật mà có thể con nợ lên tới 400 triệu, có thậm chí là Kim Hoàng thấy là những đại công ty bị phá sản lên tới hàng chục triệu. Người ta gọi là unsecured creditor là vì họ không có thế chấp, họ là những người subcontractor mà làm phụ cho công ty này, và sở thuế cũng là một trong những nạn nhân của những công ty này. Thì chúng ta sẽ lâm vào cái tình trạng thiếu hụt của những cái dự án đang xây cất, và cái thứ hai đó là nạn thất nghiệp. Như chúng tôi cũng cho rằng là cái đe dọa khá lớn mà nó cứ ngấm ngầm hàng tháng này qua tháng khác của năm 24 là cái tỷ lệ thất nghiệp đang trên đà đi lên. Và kính thưa quý vị, thông tin về công ty Saint Hilaire tuyên bố phá sản đã làm cho chúng ta ngạc nhiên vào thời điểm giữa tuần. Thì vào thời điểm cuối tuần, một thông tin khác đến từ một trong những cái vị tỷ phú hiện nay đang là người thứ tư có số tài sản cao nhất nước Úc, đó là ông Harry Tregeaupt. Vị tỷ phú này hiện nay đã 90 tuổi rồi, đang nắm trong tay một cái tài sản khoảng gần 24 tỷ đô la, theo thông tin mới nhất từ tạp chí tài chính là Financial Review. Tuy nhiên ông mới đưa ra một cái lời tuyên bố, đó là ông sẽ tạm ngưng xây dựng những cái dự án chung cư cao tầng tại Sydney. Chắc chắn là cái lời tuyên bố này đã gây sốc cho rất nhiều người. Và ông còn đưa ra một cái nhận xét rất là thẳng thừng, đó là tình hình khan hiếm gia cư tại Sydney không những không được cải thiện trong năm nay mà sẽ càng tồi tệ hơn kể từ thời điểm này cho đến thời gian sắp tới. Bởi vì ông là một điển hình là tất cả dự án xây dựng hàng trăm ngàn những căn hộ chung cư đã tạm ngưng. Mà lý do ông đưa ra là bởi vì lỗi của chính phủ. Khi mà chính phủ Trismin trong tháng 12 vừa qua đã đưa ra những cái quy hoạch mới, những cái yêu cầu mới, cam kết xây dựng rất là nhiều tòa chung cư tại những cái khu vực xung quanh những cái đường ray xe lửa mới vừa xây. Nhưng mà cái việc xét duyệt hồ sơ từ các hội đồng thành phố thì nó lại quá là chậm chạp. Và chính cái sự chậm chạp này nó làm cho cả một công trình nó bị delay. Và khi mà delay công trình rồi thì nó dẫn đến cái việc là vật liệu xây dựng gia tăng, bởi vì nó nằm ngoài kiểm soát, nó không phải nằm trong cái khung thời gian 3 tháng, 6 tháng. Yeah. Nó vượt qua cái khung thời gian này rồi và cũng không ai biết là vật liệu xây dựng nó sẽ đi về đâu. Yeah. Tiền lương nhân công nó sẽ yêu cầu tăng như thế nào. Yeah. Và vì vậy ông quyết định không tiếp tục các dự án xây dựng này nữa. Một cái sự thất thoát khá lớn cho thị trường gia cư, phải không thưa? Dạ vâng, thì có lẽ khi mà chúng ta nói đến việc xây cất đó, thì ai cũng có, chúng ta có thể, tiếng Anh hay dùng là frustrated hay là bực mình, rất là bực mình về những thủ tục hành chính, những thủ tục quan liêu mà
hội đồng thành phố cũng như là tiểu bang đã ấn định. Và người hùng apartment Harry Tukorov của Marathon, quý vị đi bất cứ ở nơi khu vực xe lửa nào thì những cao ốc thì đa số là của Marathon, là cá nhân ông ta mà là người xây dựng, mà cũng là người đầu tiên mà khai phá ra xây nhà cao tầng ở tại Úc, mà mua những cái miếng đất mà có lẽ là thập niên 70, 80 khi chúng tôi mới có Úc thì không ngờ được miếng đất này sẽ có người mua, tại vì xây sát đường ray xe lửa mà vẫn có người mua. Thì người hùng Harry Tukorov Marathon đã làm được chuyện đó. Và Harry còn có một cái biệt danh là Harry High Rise, bởi vì ông chuyên xây dựng những cái tòa chung cư rất thành công, rất thành công. Và hiện nay ở Gold Coast, Marathon vẫn là công ty duy nhất đã cho ra mắt những cái dự án cao tầng thôi. Có lẽ là nhờ cái công ty Marathon mà chúng ta đã giải tỏa được những số người di dân qua Úc lập nghiệp đang cần chỗ ở, thì Marathon cũng đóng góp một phần nào để giải tỏa. Nhưng mà vì cái hệ thống mà như chúng tôi cũng đã hay nói như nhiều trong nhiều chương trình Phương Hoa, là ba cấp chính phủ đều có những cái luật lệ rất là khó khăn và làm cho khi mà đụng tới xây nhà ai cũng complain hết, ai cũng phàn nàn về vấn đề thủ tục hành chính rất là khó khăn. Và cũng vì vậy, nếu ở New South Wales mà khi mà họ ra cái đạo luật thay đổi mà không có chấp hành theo đúng cái thời điểm mà yêu cầu đó, thì những công ty xây dựng này sẽ không có cam nổi, và họ sẽ cái hệ lụy là họ sẽ đóng cửa ở đây, họ đi nơi khác họ xây, thì nó sẽ làm cho New South Wales càng ngày càng bị thiếu supply, có nghĩa là thiếu những cái số lượng hàng hay là số lượng apartment đưa ra thị trường để giải tỏa cho vấn đề thuê nhà cũng như là nhà mua để ở. Anh Huy nghĩ như thế nào khi mà một vài chuyên gia nhận xét là cái lời tuyên bố của tỷ phú Harry Tregeworth trên các cơ quan truyền thông vào ngày thứ Năm vừa qua chỉ là một cái quả bom chính trị? Tại bởi vì ông sử dụng từ là tạm thời ngưng xây dựng chứ không phải là hủy hoàn toàn cái dự án. Và đây giống như là cái sự đe dọa đối với chính quyền Christmin vậy đó. Nếu mà các ông không giải quyết nhanh cái thủ tục hồ sơ, tình trạng quan liêu này tiếp tục, thì hậu quả là chính phủ sẽ không có căn nhà nào cho người dân hết. Và có sau khi những cái đời đe dọa này diễn ra, biết đâu được cái thủ tục nó sẽ nhanh hơn, hoặc là họ sẽ mở một con đường mới riêng cho những cái dự án của Marathon mà thôi. Thì đúng là có những cái người có cái rất là quyền lực ở trong cái lĩnh vực của họ, lĩnh vực xây cất và cho High Rise, như Kim Hoàng vừa nói là người hùng của High Rise, thì nếu ông ta đã lên tiếng thì chắc chắn là chính phủ phải có những cái hành, có những cái động thái để mà làm cho nó tiêu cực hơn, tích cực hơn, thưa quý vị. Vì vậy cho nên đây cũng là một cái điểm tốt, và chúng ta cần phải nhiều delivery, có nghĩa là chúng ta cần phải sản xuất thêm nhà nhiều hơn để giải tỏa với vấn đề. Tại vì quý vị cứ mường tượng là 3 năm sau chúng ta lại cứ nói đi nói lại về vấn đề không có nhà cho thuê, và những người nghĩa là hoàn toàn là bị tuyệt vọng luôn, là không có thể nhà, cho đến khi mà họ share những granny flat, họ cũng phải lại share ở trong cái granny flat nữa, thì cái đó là cái điều hiểm họa mà nước Úc chúng ta đang bị thế giới chú ý rất là nhiều về cái vấn đề không có đủ nhà để cho dân ở. Và kính thưa quý vị, tình trạng không đủ nhà cửa này cũng đã được hãng tin News Stockholm.au nêu ra khi họ dùng từ là no end inside, có nghĩa là cái việc khan hiếm gia cư vẫn chưa có hồi kết thúc, sau khi một cái thống kê mới nhất của một cái công ty có tên gọi là CV này đã cho thấy là 2/3 những người thuê nhà tại Úc đang trong tình trạng căng thẳng tài chính. Và định nghĩa của tình trạng căng thẳng tài chính trong lĩnh vực thuê nhà là khi một cá nhân hoặc là một hộ gia đình họ chi tiêu hơn 30% tổng thu nhập của họ để trả tiền thuê nhà, thì đó là tình trạng căng thẳng tài chính. Và rất là đáng tiếc, cái thống kê này cho thấy là hơn 30% những người đang có công ăn việc làm nhưng lại rơi vào tình trạng này. Và vì vậy mà với những cái tuyên bố vừa rồi của tỷ phú Tregeworth thì mọi người càng lo lắng hơn nữa, là không biết là cái tình trạng gia cư nó sẽ đi về đâu khi mà giá nhà thuê nó liên tục gia tăng vào. Vâng, chúng ta ở trong một cái vòng bế tắc mà coi như là không có ánh sáng dưới cuối đường hầm. Thì quý vị thấy là cái số người tạm trú nha, chúng ta không nói về vấn đề những người có thường trú nhân, chúng ta những người tạm trú di dân vẫn tiếp tục vào đủ các loại visa, thì bắt buộc là ở Sydney, nhất là thành phố Sydney và Melbourne, phải có đủ những cái hạ tầng cơ sở, nhất là gia cư, để cho những người tạm trú này đến Úc. Mà chúng ta không có đủ thì nó đủ mọi vấn đề, từ vấn đề hành chính, từ vấn đề chính phủ địa phương, chính phủ tiểu bang, rồi cho vấn đề xây cất, và chưa kể là chúng ta vẫn còn đang nằm trong tình trạng thiếu những tay nghề nữa. Cho nên đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chính phủ liên bang thì không còn muốn đến, thì đẩy xuống cho tiểu bang, và
Và cái hội đồng thành phố là cái hội là cái nơi mà phải làm những cái động thái rất là nhanh và gọn để approve cho người ta xây nhà. Cái nghĩa là hiện nay trong cái việc khan hiếm nhà cửa, chúng ta sẽ không nói đến cái yếu tố là lãi suất, bởi vì lãi suất đang giảm chân tại chỗ. Và nếu mà lãi suất có hạ giảm thì cái thị trường nhà bán nó lại bận rộn hơn, nhiều người sẽ mua hơn. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2024. Nếu xảy ra thì nó sẽ xảy ra vào thời điểm 6 tháng sau cùng của năm 2024. Nhưng mà khoảng thời gian đầu năm nay thì cái thị trường cho thuê là cái thị trường đang bị khủng hoảng. Và nó nặng nề nhất là tại Sydney cũng như là tại Perth. Perth vừa mới trở thành một cái thành phố thủ phủ thiếu nhà cho thuê trầm trọng nhất, khi mà tỷ lệ nhà trống nó ở dưới mức 1%. Điều này chưa bao giờ xảy ra tại Perth. Sydney thì chúng ta đã biết trong nhiều năm vừa qua thì tình trạng thiếu nhà dưới 1% đó là chuyện bình thường. Nhưng với những cái lời đe dọa vừa rồi của tỷ phú Tregear Post, cùng với sự sụp đổ, sự phá sản của hàng loạt những công ty, chẳng hạn như công ty St. Helier mà Kim Hoàng vừa mới nêu, thì họ có rất nhiều những cái dự án rải đều khắp tiểu bang New South Wales, từ những cái địa điểm rất là nổi tiếng như là Godforth hoặc là Port Macquarie cho đến trung tâm CBD. Họ đều có những cái dự án trị giá vài trăm triệu đô la với khoảng cả trăm căn unit. Như vậy thì những cái căn unit này chắc chắn là sẽ không thể nào hoàn thành được. Dạ, vâng, thì chúng ta lại càng vô trong một cái sự bế tắc. Thị trường địa ốc của Úc nó sẽ ở một trong cái tình trạng rất là hỗn loạn, là tại vì có những nơi mà chúng ta, những người mà đang trả nợ đã bị căng thẳng về tài chính là financial stress hay là mortgage stress thì bắt buộc phải bán. Nhưng cái nhu cầu vẫn tiếp tục vào, và những cái nơi mà những cư dân nó không có bị financial stress á, thì họ vẫn đang tiếp tục tìm những cái ngành nhà mới hơn. Cho nên là chỗ nào lên thì vẫn lên, chỗ nào xuống thì vẫn xuống. Bởi vậy chúng tôi cho nó là không có một cái sự đồng đều. Và đặc biệt hơn nữa đó là những căn nhà mà quá đắt tại Sydney hay là Melbourne lại càng đắt hơn. Rồi trở lại cái vấn đề mà nhà mà Kim Hoàng nói thiếu ở bên Tây Úc đó, thì chúng ta đã thấy Hobart cũng đã xảy ra một năm vừa rồi, và gần đây nhất là Brisbane, thì lại đây bây giờ lại quay đến Tây Úc là Perth. Cho nên cả toàn nước Úc chúng ta đang bị thiếu nhà, thiếu chỗ ở rất là trầm trọng. Và ngay cả Bắc Úc, thưa quý vị, tiền cho thuê nhà rất cao và nhiều người cũng không có khả năng mà thuê được ở Bắc Úc. Như vậy rõ ràng là lỗi đây là lỗi về các chính sách của chính phủ, không phải là chính phủ hiện tại, mà các chính phủ tiền nhiệm, nó từ cả thập kỷ vừa qua chứ cũng không phải một vài năm nay. Đây là cái tình trạng rất là nhức nhối, xảy ra rất lâu, nhưng không một cái chính phủ nào đủ can đảm, đủ mạnh để mà có thể giải quyết được tình trạng khan hiếm gia cư. Ngay cả chính phủ hiện tại Albanese cũng đưa ra những cái biện pháp nói rằng có thể giải quyết, nhưng mà các chuyên gia lập luận là những cái biện pháp này nó chỉ giải quyết về mặt lý thuyết mà thôi. Trong thực tế nó không giúp giải quyết được gì. Thứ nhất là cái Future Fund trị giá 10 tỷ đô la để xây dựng thêm nhà cửa. Nhưng bao giờ xây dựng thêm, bao giờ mới có nhà từ cái ngân quỹ 10 tỷ đô la này vẫn là một cái câu hỏi chưa có câu trả lời. Được. Ngoài ra chính phủ đưa ra tình trạng đồng sở hữu chủ nhà khi mà chính phủ sẽ đứng tên sở hữu 30 hoặc 40% giá trị của căn nhà. Nhưng mà cái tỷ lệ thì quá thấp, chỉ khoảng 10.000 người có được cái cơ hội này, và cái giá trị những căn nhà mà chính phủ đưa ra theo điều kiện nó cũng below the market, có nghĩa là thấp hơn thị trường. Trong thực tế thì không thể nào áp dụng được, và đó là những chính sách nó không giúp gì được hết. Thì khi mà về cái tình hình thiếu hụt nhà nó lên đến trầm trọng thì Đảng Xanh và một số thành viên của Đảng Cộng cũng đang rục rịch nói là tại sao không bãi bỏ cái chính sách negative gearing đi. Kim Hoàng có nghe rất là nhiều chuyện đó. Sau cái giai đoạn những cái thay đổi về kế hoạch giảm thuế giai đoạn 3, negative gearing là việc kế tiếp mà chính phủ phải đối diện. Nhưng mà có lẽ là không ai dám đụng đến cái này, là vì họ sợ thất cử. Cho nên thưa quý vị, khi mà nói đến những chính sách về kinh tế đó, nó phải có những cái sự hy sinh về chính trị. Rõ ràng là không có một chính phủ nào có thể can đảm đụng đến negative gearing. Negative gearing có nghĩa là người đầu tư có cái sự khuyến khích là đi mua nhà đầu tư cho thuê bị lỗ để lấy lại thuế, và cũng vì vậy là họ dùng cái mức lợi thuế đó, nhà tiếp tục lên để cho họ làm giàu, nó còn giàu hơn. Thì khi mà nếu mà họ bãi bỏ cái chính sách negative gearing này đi đó, thì những người đầu tư sẽ không đầu tư vô nhà cửa nữa, tại vì nó không còn một cái sự khuyến khích nữa về thuế vụ. Vì vậy cho nên là họ mua bớt nhà lại, thay vì bây giờ những người có 5 căn nhà lại mua 7 căn nhà, thì họ bớt mua nhà lại để dành cái nhà đó cho những người mà
chưa có nhà để ở, thì cái đó là cái mục đích mà sẽ bãi bỏ negative gearing. Nhưng mà cái vấn đề nó quá nhạy cảm, tại vì nó đã ăn sâu vô trong cái thị trường đầu tư tại Úc hơn 4 thập niên nay rồi, cho nên khó lòng mà chính phủ nào có thể can đảm mà bỏ đi cái chính sách negative gearing. Vâng, và chúng ta không biết là chính phủ lao động có đủ can đảm hay không, là bởi vì họ luôn luôn nói là vì quyền lợi của người dân Úc, vì quyền lợi của cử tri Úc, và đó cũng là lý do tại sao kế hoạch giảm thuế giai đoạn 3 đã có sự thay đổi để những người có thu nhập thấp được hưởng lợi. Nhưng mà cái vấn đề lớn hơn là vấn đề gia cư thì nó phải sử dụng cái đòn bẩy là cái negative gearing phải cần phải chỉnh sửa. Không biết là thay đổi như thế nào tính toán của các chuyên gia, đặc biệt là của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers. Nhưng mà như Huy vừa nói, cho đến thời điểm này đó là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Và đó cũng là một cái vũ khí mà mọi người sử dụng, đặc biệt là đối lập cũng như là những cái chính trị gia khác sử dụng để mà chất vấn đối với Thủ tướng Albanese là ông có dám đụng vào hay không. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình đặc biệt trong cái dịp Tết Giáp Thìn này, không biết là anh Huy còn những gì muốn gửi đến cho khán giả không? Vâng, có lẽ là đầu năm thì nhiều người hỏi là không biết giá nhà của năm 2024 sẽ như thế nào, có lên hay không, thì Kim có tiên đoán như thế nào. Thưa quý vị, thì thật sự là chúng tôi cũng không có dám đoán, nhưng mà dựa vô những cái dữ liệu mà chúng tôi tham khảo thì chúng tôi có một vài cái ý kiến như thế này. Kim Hoàng biết là nếu trong năm nay vào tháng 7 thì được giảm thuế lợi tức. Khi mà chúng ta được giảm thuế lợi tức là tiền mà lấy áp sau khi trừ thuế chúng ta mang về nó sẽ có nhiều hơn. Thì khi mà nhiều hơn như vậy đó, có nghĩa là chúng ta có cái khả năng trả nợ nhiều hơn, và vì vậy nhà băng sẽ cho chúng ta vay nhiều hơn. Khi mà nhà băng cho chúng ta vay nhiều hơn mà cái nhu cầu nhà cửa vẫn còn đang tiếp tục đi lên, mà cái negative gearing là chúng tôi vừa mới bàn là nó không có thay đổi trong thời gian gần đây đó, thì rõ ràng là những cái sức mạnh đó nó sẽ đẩy nhà người ta có thể mượn hơn được, là vì vấn đề giảm thuế, nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng, tại vì cửa vẫn mở chứ không phải đóng, có thể cắt giảm nhưng mà cái số lượng mà mở cửa cho những người tạm trú vào Úc rất là nhiều, đủ theo hình thức visa, và cũng vì vậy nó cũng làm cho cái cơn lốc của nhà cửa nó chưa có nguội, và nó làm cho những người mà đã bị hụt hẳn vào năm 23 cũng lại phải bị khó khăn mà để tìm được căn nhà mong muốn, chứ nó không có nguội đi hay là nó giảm đi cái tốc độ mà nhu cầu như chúng ta mong muốn. Vâng, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý khán giả trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc tất cả quý khán giả của Việt Pay TV một năm Giáp Thìn thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều thành công. Kính chào anh Huy. Và cảm ơn Kim Hoàng, và xin chào quý vị, chúc mừng năm mới.